Bóng vừa phát bóng ăn điểm chứ. Rồi.
Bạn hay cho Đăng, quá hay cho Thạch Trang và Phan Công. Đang vừa đập bóng tốt 3 mét luôn. Thạch Đang vừa đập bóng quá.
xíu. Nếu kết hợp bốn cái tên này vào đội hình bốn người thì có thể nói đây là một cái đội hình bất chiến bất thắng. Đi đến một cái giải đấu 4-4 nào thì khả năng giành cúp của họ là rất là cao, cũng như là bước vào những cái trận bóng chuyền độ thì cũng khiến cho nhiều đối thủ phải e dè. Tại vì sao mình lại lựa chọn bốn cái tên này? Tại vì mình đánh giá sức tấn công của hai cầu ở hai biên là rất là mạnh và rất là đồng đều. Thì những cái đội hình như thế này, một cầu phải và một cầu trái có tầm bóng tương đương với nhau, thi đấu rất xuất sắc, thì rất là khó khăn cho hàng chắn đối phương có thể bám chắn một ai. Tại vì hai cái tên này là hai cái tay đập ở hai biên 4 và biên 2 có thể nói là hay nhất hiện nay. Và lý do mình chọn cây chuyền 2 là anh Đăng, tại vì đơn giản là anh phù hợp với lối chơi của đội bóng này và lối đánh của hai chủ công ở hai biên. Ngoài ra, một cái điểm nổi bật của cái đội hình này mình đánh giá rất cao, đó là kinh nghiệm. Tất cả các cầu thủ trong đội hình này đều có cái độ tuổi trên dưới 30. Một cái độ tuổi không còn non nớt nhưng cũng có thể nói là cũng chưa già. Thì tất cả các anh đều là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, có bản lĩnh thi đấu, có kinh nghiệm đấu trường, được va chạm cọ sát rất nhiều, được kinh qua rất nhiều môi trường, và bản lĩnh, kỹ năng của họ có thể nói là hoàn thiện. Đó là một điều khác biệt so với các đội hình trẻ hơn. Thì tất nhiên trong một cái đội bóng cũng như là một cái cầu thủ, ai cũng có những cái điểm yếu riêng. Thì một cái điểm trừ trong đội hình này đó là khả năng bắt chuyền một ở hai biên. Khả năng bắt chuyền một, đặc biệt là vị trí của anh Quý, và cái khả năng tấn công ở mũi nhanh của anh Trung Trực gần như là không. Gần như là anh Trung Trực không có thể tham gia ở tấn công ở cái mũi nhanh ở vị trí số 3. Đó là một cái điểm trừ. Cái điểm trừ tiếp theo đó là thông thường đội hình này chỉ có thể bám được hai chắn mà thôi. Thì tất nhiên cái gì nó cũng có cái sự bù qua bù lại. Tầm chắn của hai cầu thủ này là khá cao, và sức tấn công ở hai biên là rất mạnh. Nó bù cho
cái chỗ khuyết ở vị trí số 3. Mà anh trung trực thì anh có cái khả năng bao quát chuyền một tốt. Có thể bao quát cho các vị trí chuyền một của các cầu công. Nó có sự tương hỗ, sự bù đắp cho nhau. Điều đó nó tạo thành một cái đội hình cứng cựa, già dơ. Và theo mình, ở thời điểm hiện tại, trong làng bóng chuyền Việt Nam, nếu thi đấu ở nội dung 4 người, đây có thể nói là đội hình mạnh nhất. Đó là cái sự bình chọn riêng của mình. Tất nhiên mỗi người sẽ có những quan điểm, những góc nhìn khác nhau, những cái idol khác nhau. Thì mong các bạn có ý kiến gì thì hãy bình luận vui vẻ và đóng góp ý kiến ở phần dưới comment. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin kính chào tạm biệt các bạn.